xin chào tất cả mọi người. AFD với tôn chỉ vì cộng đồng và kết nối thế hệ chắc chắn tương lai, đặc biệt luôn quan tâm tới các nhóm bạn trẻ, nhất là các bạn học sinh sinh viên có thành tích tốt trong học tập và cũng có đóng góp cho cộng đồng. Chính vì lẽ đó, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một nhóm sinh viên giỏi có thành tích tốt trong kỳ thi quốc tế vừa qua đến từ Hà Nội. Nào các bạn hãy theo chân mình nhé. Trường Phú Hải Phòng, lớp chuyên lý, và năm vừa qua thì mình đã đạt giải nhất môn vật lý trong kỳ thi quốc gia. Đây là lần đầu tiên bạn đến thành phố Hồ Chí Minh phải không bạn? Thực ra thì đây là lần thứ hai rồi. Vậy thì khi mà đến lần thứ hai như vậy thì cảm xúc của bạn như thế nào? Tuy là lần thứ hai nhưng mà lần này mình đến thành phố Hồ Chí Minh trong cái dịp rất là đặc biệt, và thực sự thì bây giờ mình vẫn đang rất là hào hứng.